để lướt comment coi dạo gần đây mấy bạn fan comment gì nè. Gì đây? Anh Phong ơi, anh inbox bé ba tiếp đi anh. Trời coi anh inbox cuốn quá. Trời tất nhiên rồi em. Anh inbox á là lúc nào cũng ra sinh địch với lại hiếm hết em à. Chứ đâu có như Kairon xui xẻo quá trời. Xui lắm nè coi nè trời. Cái vàng này của Kairon á nhìn thôi là thấy là không có con nào xịn bằng con của anh rồi em ạ. Rồi, nhưng mà bây giờ mở Baby Tree thì bây giờ biết mở Baby Tree nào bây giờ ta? Mình giờ hết Baby Tree rồi. Hay. Ôi, cái gì? Ui. Ui trời, Baby Tree vô mặt mình luôn nè. Trời. Hợp lý quá ta. Ơ nhưng mà khoan, hộp này bé quá à. Thôi, không đã đâu. Cái gì? Trời ơi. Hộp to hơn nè bạn. Trời ơi, đảo vậy. Ôi thôi. Ơ nhưng mà khoan từ. Hình như là mình chơi là người ta sẽ cho mình hộp to hơn vậy. Thử nha. Ây da. Ủa sao chưa chơi mà chọi rồi. Ủa gì hết bể đâu nữa rồi. Trời ơi, cho tận 2 hộp luôn hả, chưa kịp chơi mà chọi luôn rồi. À, nhưng mà hộp này còn béo quá. Có cái hộp này còn hộp nào to hơn không? À! Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau inbox bé ba 1000% nhé. Trời ơi nó to quá bạn ơi, cho nên bây giờ mình phải bỏ nó xuống dưới để đỡ che nha. Trời ơi luôn. Rồi. Ok, và hello xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và kế với mình đó chính là Sammy, Simi và Kairon. Yeah. Và như cái khung cảnh các bạn thấy vẫn tiếp tục là khung cảnh rất quen thuộc. Khung cảnh này là chỉ có thể inbox bé ba thôi. À cần gì nói, vừa mới vô thấy một đống hộp mà đập vô mặt rồi đúng không bạn? Đó, ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau inbox bé ba từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn nghĩa là sao? Hộp nhỏ nè, hộp lớn hơn xíu nè, hộp bự hơn xíu nè, và hộp khổng lồ luôn nè. Wow. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau inbox thì ba hộp này mình sẽ chia cho ba người inbox. Trời ơi, đảo vậy. Đúng rồi. Còn hộp 1000 này là của tôi. Ừ, cái này không chờ cái này thôi nè cậu. Đúng rồi. Nên là bây giờ ai thích lấy bóc gì lấy. Khoan từ từ, trước tiên á là tôi phải review cho bạn coi cái bóc 1000% đã đúng không? Đó. Nghe tên bạn, bạn dùng cái này luôn đi. Ừ cái này, dùng thôi, đắt tiền nó mẹ không dùng được. Nhẹ nhàng được. Ui, ba hộp vô. Đây, mình sẽ cho bạn coi cái bóc 1000% nó như thế nào nha. Ở phía trên nó là có hình con thỏ nữa bạn. Con thỏ này là cái con signature ở trên cái hộp đó. Thì hình như là ở trong team mình ai cũng thích gọi là trúng được con thỏ đúng không? Đúng rồi. Ai con thỏ, cái thỏ là con chồng là con thỏ rồi. Để coi coi hôm nay ai sẽ là người may mắn trúng được con thỏ bạn. Trời ơi. Okay. Ê sao tự nhiên anh bóc lần đầu tiên anh bóc mà không hy vọng người ta sẽ trúng con thỏ ra. Ủa ơi. Tại vì nếu như mình trúng con thỏ thì có thể Sim, Kai hoặc là Sam sẽ không trúng được thỏ bạn. Đó, ok. Nên là để coi lần này mình sẽ trúng không nha. À quên nữa, Kai, Sim, Sam cũng anh bóc 1000% đó bạn. Nhớ qua bên kênh mọi người coi nha. Ok. Rồi. Thôi được rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau inbox nha bạn nha. Let's go. Let's go. Rồi bây giờ đến cái phần đầu tiên là cái phần phải phân chia ba cái hộp này nè đó. Thì ba cái hộp này á thì mọi người chọn đi. Đây, tôi là tôi chưa bao giờ inbox cái mấy ba màu giáo này. Ok đây. Rồi Sim nào? Sim chọn đi. À, hình như là Sim cũng inbox hai cái này, hình như Sim inbox rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, thôi lấy đại đi. Tôi thích cái này đi. Rồi cái này. Rồi vậy Sim cái cái này. Tại vì mình biết Kai nó thích cái này. Ok. Hy vọng là cái tay của mọi người sẽ thay mở ra cho tôi được xích rịch. Đó. Rồi. Cậu mà cho tớ mở cái này là cậu khác rồi. Không cậu cái này là của tớ, cậu tớ không tin tưởng cậu. Cái này có tặng không? Rồi. Hả? Nên có tặng không? Chúng nguyên vọng. À, chúng nguyên vọng hả? Rồi, nguyên vọng của tôi. Không tặng đâu. Nguyên vọng. Không tiền, không tặng không. Nguyên vọng. Không tặng. Nguyên vọng của tôi là con mắt nước hết. Có gì hết trơn. Rồi, hộp đầu tiên là hộp của Sam nha bạn. Mắt nước. Sam giữa hộp. Mắt nước màu đen đi. Nói cho màu đen là ok. Nếu chúng màu đen hoặc màu hồng. Ok. Sammy muốn là thỏ màu đen mắt nước, ok. Đen hoặc hồng. Trời ơi, hai con. Blackpink. Hồi hộp nha, hồi hộp nha. Tự nhiên con này có đồ đúng không? Có áo quần đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, cả áo quần. Rồi. Rồi, để coi Sammy ra sẽ mở được. Mắt trái tim là 10 điểm nha. Cái này là mặt heo này, trái tim điểm lắm. Màu xanh có gì đâu? Màu xanh có Sim. Ơi. Từ từ, từ từ. Thôi, cảm ơn. Mắt gì đây? Là hiếm hơn cả con mắt đúng con rồi rừng, đúng không? Đúng rồi. Mắt gì chứ? Trời ơi, mua mắt gì chứ? Mắt rơm mà còn nước nữa. Trời ơi. Nếu như các bạn để ý thì ở trong cái con mắt này á thì nó sẽ có những cái nước ở bên trong nữa, bạn thấy không? Nó có nước bên trong con mắt luôn các bạn ơi. Ui cái này hiếm đó mà bạn. Trời ơi, đúng cực hiếm luôn á. Một bắp duy nhất, tay
thần tài rồi. Trời ơi, xịn quá. Khoe. Mình đẹp quá. Đẹp. Mình mua con này hiếm lắm. Nhưng mà cái này bóc à. Rồi, rồi. Rồi, ok. Bây giờ tới lượt Simmy, Sammy đã mở cho tôi được một con quá VIP này. Đúng rồi. Okay. À, nhậm của mình là con tặng Sam luôn đó, tặng Sam luôn đó. Dạ. Nhậm cũng mắt rưng đi. Đó. Mắt rưng, mắt nước. Mắt rưng đi nước. Ok. Rồi, tới lượt hộp, hộp của Sim là hộp gì? Sim phải giới thiệu chứ. Của mình là bé ba 12 con giáp nha mọi người. Bé ba 12 con giáp nha bạn. À mà Sim nguyện vọng ra được con giáp gì? À, con chuột đi. Con chuột hả? Trời sao nó dễ thương. Chứ con rắn có rồi. Ê, cho tôi con rắn này, tại tôi tuổi rắn á. À, mình chưa con rắn. Đúng rồi, tôi chưa con rắn. Rồi, mình Mạnh mạnh bạo luôn Sim. Mạnh bạo luôn. Bạo luôn, sợ gì Sim ơi. Rồi, dọn rác không, dọn rác. Dọn đi, dọn đi. Đây. Rồi, đẹp quá. Rồi. Mắt gì đây? Mắt gì đây? Con lé hả? Gì đây con mắt gì đây? Mắt gì đây con mắt gì đây? Simmy mở được càng xịn thì tôi càng sướng. Tại vì là của tôi mà. Tôi cũng nhận vọng. Màu gì? Con gấu hả? Thảo vậy? Rồi. Ủa hang từ 13 con giáp làm gì con gấu? 13 con giáp màu nâu rồi con gì? Ủa con gấu thì đâu ta? Khỉ của Ủa, con khỉ. Khỉ lộ khỉ khỉ khỉ. Khỉ hả? Khỉ. Mất gì? Trời. Mất liền. Trời ơi nè. Con khỉ mất liền. Thôi không sao Sim, vì tới cái này cũng không phải là của Sim mà. Đúng rồi. Bạn nhìn nè mấy bạn. Mặc dù nhìn nó cũng dễ thương á nhưng mà nó mất liền bạn ơi. Trời ơi là trời. Ai mua bóc đó vậy? Trời ơi, bóc tay kìa. Tôi bóc cho ai bạn? Rồi, cái ai nè. Rồi, tới lượt Caron nha bạn. Và hộp Caron là gì? Của mình thì nó có mấy thần tài ní. Mèo thần tài. Mèo thần tài. Có thần tài không? Mấy thần tài ní. Mèo thần tài này liệu rằng Caron có mở ra được thần tài không nha bạn? Rồi, Caron nguyện vọng con màu gì á? Mình ra con Secret luôn đi. Xích thịt luôn hả? Xích thịt người luôn ý. Wow, xích thịt luôn hả? Wow. Ra được xích thịt thì thôi. Ra được xích thịt là phong sướng luôn các bạn. Không còn gì để nói nữa. Ôi, xin lỗi. Diễn quá. Diễn quá. Này thì diễn, này thì diễn. Thật xăng mấy bài thì ghê quá. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Em sao nhìn giống màu trắng và secret nha. Hồi hộp nè, hồi hộp nè. Thôi, mắt nước, mắt rưng là thiểm rồi. Không có thân. Trời ơi, xin sờ làm gì vậy? Sờ đừng có sờ, đừng có sờ. Mắt. Màu trắng rồi đó, tụi em màu trắng rồi đó. Mắt gì thôi. Cái phải nặng cái mắt, phải nặng cái mắt. Không, phải, phải. Nặng đi. Rồi nặng cái nha, nặng cái nha, để coi mắt. Đậu, để lộn nhầm dâu, đi ra chỗ khác dâu. Gì đây? Sao tự nhiên? Sao cái gì mà bạn... Mắt lé, mắt lé rồi. Đừng nói mình mắt lé nha. Ồ, tâm thẻ, mẹ tâm thẻ, mẹ tâm thẻ. Ra chỗ khác vui dâu, dâu. Ờ, mắt thẻ, mắt mẹ. Mắt gì đây, mắt gì đây? Từ từ đưa cho bạn xem chứ, mình không biết. Mắt gì vậy? Mắt gì vậy? Mắt gì? Tôi là người duy nhất có... Hay quá à, hay quá à. Trời ơi, mở được con mèo, mèo tâm thể mà còn mắt lé. Trời ơi. Ok, hai con mắt lé, một con mắt rưng. Trời ơi. Đúng rồi, người ta. Rồi, rồi, không sao, bây giờ Sam đưa cho Phong nè, để Phong khen cho bạn nè. Mắt rưng nước, trời ơi, đâu ra mà đẹp dữ vậy con. Và đây chính là toàn bộ ba con mà chúng ta đã mở được các bạn. Đầu tiên sẽ là bé thỏ, mắt rưng nước, cực kỳ hiếm luôn nha các bạn nha. Tiếp theo nữa sẽ là bé khỉ đó trong 12 con giáp. Nhưng mà mắt lé nhưng mà không sao, bé khỉ này dễ thương. Tôi thấy bé khỉ này dễ thương nha các bạn. Nhìn nó đẹp mà đúng không? Cho đồ chơi. Còn cái này là Caron mở cho mình nha các bạn. Con này thì nói chung là để trang trí thì vẫn đẹp. Hơi tiếc ở chỗ là nó mắt lé thôi. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Ok, thôi rồi cậu vứt ra đi. Vứt cái gì vứt. Rồi, Sam cầm cho Phong đi. Rồi, rồi người cuối cùng này vô đi. Mệt quá lâu quá nè. Thời khắc này đã đến. Thời khắc mà bất cứ ai xem video này đều rất mong chờ. Kể cả những người ngồi ở đây đều rất mong chờ. Đó chính là thời khắc mà chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái gì nào Caron. Dịch chuyển đâu vậy? Dịch chuyển đâu vậy? Trời ơi. Nó to à. Hư bạn. Tại mình biết cái style bạn mạnh bạo. Không có. Hư bạn. Giờ mình mở ra mà tiện thấy nó bị gãy cái tay là xong rồi. Này tiếc hả? Tiếc chứ. Rồi chuẩn bị đây. Anh em Lên em. Rồi. Trời ơi, hồi hộp quá bạn ơi. Liệu rằng đây sẽ là gì đây? Tôi có ra được xịn không đây? Đây, Phong bóc tem không? Để tôi bóc tem cho. Nó rõ, để sau này đi. Rồi, đó. Để tôi bóc tem. Bóc cái tem ra. Không phải rồi, thỏ nha. Trời ơi. Mở. Được. Nó cái tem xịn lắm em, tem bự lắm. Trời ơi. Mở mắt biết cái gì luôn nè. Nó bự. Bây giờ mở một phát là biết cái gì. Bây giờ mọi người cùng nhau nhắm mắt đi. Rồi. Càng phải nhắm mắt nha, càng ống chân gian nha. Rồi. Nhắm mắt nè. Tôi mở ra 3 2 1 mở mắt nha. Ok chuẩn bị nha. Rồi. Nhắm mắt nè, tôi mở rồi nha. Từ từ nha. Đây, rồi, chưa mở hai cái cánh nữa. Đúng rồi, biết từ từ đây mở cái cánh thứ hai nè. Rồi. Hình như là vô trong rồi đó nha, chuẩn bị nha. 3 2 Chưa, nó còn cái nắp. Chưa hả? Cái nắp là thấy rồi. Đây rồi, ok. Rồi.
Rồi. Chuẩn bị chưa? Mọi người chuẩn bị chưa? Rồi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá mọi người ơi. Cái đó thì rồi. 1 2 3. Xin đỏ, xin ra con thỏ, xin đổi với mình đi. Không má. Không má. Em á, là yêu được cái mặt wow. Tôi không đúng mất nước. Trời ơi, trời ơi, từ từ. Có cái hộp đi cho Phong ra. Trời ơi, trời ơi, thắp nước kìa. Wow. Oh my god, các bạn ơi. Ôi, đảo vậy. Tôi nói thiệt với các bạn nha. Nó ra con thỏ cũng được, con gấu cũng được. Tại tôi thích, đều thích hai con hết. Có điều là con thỏ nó hiếm hơn. Thì tôi muốn cho các bạn coi con thỏ như thế nào thôi. Chứ ra con gấu thì tôi cũng sướng đó nha các bạn. Trời ơi, bắt tay Phong ơi, bắt tay cái mặt này. Mê quá, mê quá. Mắc nước nha các bạn nè. Bên trong có nước nha. Trời ơi. Em mới đi ơi. Trời ơi, nguyện vọng quá xin. Trời ơi, cái con này mà trưng ngoài phòng khách là đẹp lắm á sao. Trời ơi, đây. Mua lại được không? Bán mình bán lại cho bạn gấp đôi hả? Gấp đôi đi. Trời 10 ơi. Triệu. Trời ơi, tay chân nó nè, nhìn nè. Wow. Trời ơi, cái mắt nước. Trời ơi, xem ô thử đi, xem thích đâu, phải đâu. Ê, từ từ. Ôi mà con này ôm đã ghê luôn á. Cậu tớ có con y chang nhỏ nhỏ đây nè. Đây hả? Ở đây nè. Đúng rồi, đây. Ủa? Là mắt rừng đó, đây phiên bản là 400%. Mình sẽ để cho hai con đứng kế bên nhau cho bạn so sánh nó bự cỡ nào nha. Đây rồi. Trời ơi, con bên kia nó to hơn hẳn luôn á bạn. Trời ơi, bạn nhìn nè, phiên bản 400% và phiên bản 1000%. Wow. Oh my god. Rồi, ok bạn. Nói chung là ngày hôm nay rất may mắn khi mà Phong đã có thể mở ra được một em gấu vô cùng dễ thương 1000% luôn. Mày quá nước, phải nói là mắt nước. Mọi người ơi, mày quá nó học ra sức lực mọi người ơi. Ôi trời ơi, không có gì sức lực xấu lắm bạn. Mọi người có biết không, cái bộ 1000% này nó có con sức lực là con rồng mới bạn. Nhưng mà nó xấu. Nhìn nó giống con SCD vậy rồi. Đúng rồi. Không hiểu sao con rồng giờ lại màu xanh lá cây nữa. Trời ơi. Thơm quá. Thơm. Kiểu mùi vải cậu ạ. Ok các bạn, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã quá trọn vẹn và quá may mắn rồi. Quá may mắn. Đây, hai bé này lên luôn. Trời ơi. Ê, này là trộn vía màu nâu hay gì vậy? Trộn nâu vậy? Nâu vậy, nâu miết luôn. Rồi ok các bạn, vậy là mấy bạn đã thấy được bóc 1000% của Phong Cận. Đó chính là một bé gấu. Vậy liệu bóc 1000% của mọi người là gì? Nhớ qua kênh mọi người để xem nha, ok? Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video dài rồi cho nên kết thúc tại đây nha. Và bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye.